Xin kính chào toàn thể quý khách hàng, lại đám đây. Tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại xin phép lên sóng cho khách hàng một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, cỡ nhỏ đi trong đô thị. Một chiếc Ford EcoSport bản 1.5 Titanium, sản xuất đời 2016, đăng ký biển 26, che chạy 6 van. Hiện tại chiếc xe này bên em chào bán mức giá là 438 triệu, miễn phí rút hồ sơ. Thì bên em vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho chiếc xe này lên đến 60% giá trị xe. Thì quý anh chị và quý khách hàng nào đang quan tâm muốn mua mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp luôn bên em vào số điện thoại 0978 607 555, hoặc là mình có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, và mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng về giá tốt nhất. Thì tất cả xe bên em bán ra đều có văn bản cam kết bảo hành 100% về các vấn đề như là đâm đụng này, ngập nước, rồi hồ sơ pháp lý là phải chuẩn chỉ 100%. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm, mình có thể đem xe ra hãng, ra thợ mình kiểm tra chuẩn chỉ rồi mới nhận xe và thanh toán tiền mua xe bên em như vậy. Nếu không dài dòng nữa, em xin phép quay chi tiết luôn ngoại thất, nội thất của chiếc EcoSport này cho khách hàng có thể xem em này thì nó đẹp như thế nào. Xe chạy 6 vạn, đẹp long lanh, đăng ký biển 26, đăng kiểm hình như còn đến tháng 3 năm sau. Ngoại thất đen, nội thất ghế da cũng là màu đen luôn. Em này thì sơn zin theo xe còn tầm 80-85% là sơn zin theo xe. Chủ lên cũng đồ chơi cũng vừa vừa. Đã lên một dàn lốp Michelin. Vừa mới lên gần đây, vẫn còn rất dày anh chị nhá. Lốp này thì thường thường tầm 2-3 triệu một quả thôi. Đấy, có áp suất lốp, đo đạc đầy đủ, là răng đúc. Đã độ đèn bi, có led ban ngày, vòng tròn nằm ở phía trong. Đèn gầm cũng đã lên đèn bi rồi. Một cặp này thường thường là 4 triệu, tính sơ sơ cho anh chị là như vậy. Bản 1.5 Titanium cao cấp nhất, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như là có cảm biến trước sau này, rồi có hệ thống an toàn 6 túi khí, hệ thống chống trơn trượt ABS 4 bánh đầy đủ. Nội thất ghế da màu đen nguyên bản. Màu này thật ra cũng không phải màu đen hẳn, hơi xám xám một chút thôi. Chất lượng ghế da vẫn còn rất đẹp so với đời xe. Order 6 vạn. Màn hình các thứ đều nguyên bản theo xe. Có thể kết nối được AUX rồi Bluetooth, có đài radio. Khoang ngồi cao, thoáng rộng rãi. Chung phân khúc với chiếc Hyundai Kona, nhưng mà về cái phần gầm bệ thì em Ford EcoSport này có phần gầm cao hơn khá là nhiều so với chiếc Hyundai Kona. Hàng ghế thứ hai cũng rộng rãi. Hàng ghế thứ hai cũng rộng rãi, thoải mái. Vì là bản cao cấp nhất cho nên được trang bị là cửa sổ chơi, chỉnh điện và gương chiếu hậu có chống chói tự động. Màn hình CD nguyên bản theo xe, có đề nổ thông minh, điều hòa tự động, rồi hộp số tự động 6 cấp. Trên vô lăng thì có các phím tích hợp như là điều chỉnh âm lượng hay là đàm thoại rảnh tay. Phần nội thất thì chủ chỉ bọc thêm là cái phần lót sàn thôi, và bọc lại trần đen, trần lì, rất đẹp. Một điều quen thuộc của dòng pho và chính là lốp sơ cua được đặt ở phía sau, đặt riêng biệt ở phía sau. Điều đấy thì giúp cái khoang cốp trong xe nó rộng rãi hơn. Khoang cốp trong xe thì theo đấy thì nó rộng rãi hơn nhiều, có thể thấy được. Bốn mắt cảm biến sau. Gầm bệ em này vẫn còn rất đẹp anh chị nhá. Đây gầm bệ căng đét luôn.
không một vết rỉ, vết han nào. Đấy thì em xin quay luôn phần động cơ cho anh chị xem được. Đấy, trời cũng gần tối rồi, em quay nhanh một chút. Đây ạ, khoang máy đây, xe vừa mới về. Đấy, về phần máy móc bên em có văn bản cam kết cho khách hàng là máy số zin, không thủy kích, không gập nước, không bổ máy bổ số, nguyên bản 100%, từng con ốc một. Cái này thì anh chị khách hàng không quen thì cứ dẫn thợ đến người ta xem cho, đây là xem máy có zin hay không. Và bên em cũng thoải mái cho khách hàng đem xe ra hãng ra thợ mình kiểm tra trước khi nhận xe và tính toán tiền. Sử dụng động cơ 1.5 số tự động, cho nên là cái mức xăng tiêu hao dòng này nó rơi vào tầm 6-7 lít trên 100 cây đối với hợp. Và một cái điều cực kỳ chất ở cái dòng Ford này đó chính là cảm giác lái, cái độ đầm chắc khi đi dòng EcoSport này không trèo đâu được, gần như là đi chất nhất phân khúc. Đèn độ lên cực kỳ đẹp. Và xin lại thông tin của em Ford EcoSport này, xe sản xuất 2016 bản 1.5 Titanium cao cấp nhất, chạy 6 vạn, đăng ký biển 26 và đang có giá chào bán là 438 triệu, hỗ trợ vay vốn nhà hàng lên đến 60% giá trị xe. Quý anh chị khách hàng nào muốn mua hoặc muốn trao đổi chiếc xe này thì cứ alo trực tiếp vào số hotline của bên em là 0978 607 555. Và mình có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thì cửa hàng bên em nằm ở đối diện cây xăng Thanh Bình, rất là dễ tìm, trên trục đường Trường Chinh chỉ có duy nhất một cây xăng Thanh Bình thôi. Anh chị đến đúng địa chỉ này thì bên em sẽ có cái giá ưu đãi nhất cho chị và khách hàng để mua xe trực tiếp.